Chúng ta sẽ tiếp tục với đề writing nhá. Ok. One, for each question, complete the second sentence so that it means the same as the first. Is the word in the bracket? You may need to change the word. Trong cái câu dưới đây thì chúng ta sẽ hoàn thành câu thứ hai để nghĩa của câu giống như câu thứ nhất, ok? Và sử dụng những từ đã cho sẵn này, bạn cũng có thể cần phải thay đổi từ đó. Nghĩa là ví dụ should, thêm từ này, hoặc chúng ta sẽ thêm not này, thêm dạng bị động hoặc chủ động nhá. Nào bắt đầu, đây là ví dụ này. Here is an example. Đây là ví dụ. The bookshop is opposite the library. Hiệu sách thì đối diện thư viện. Đó, người ta đã gợi ý cho bạn. Câu viết lại câu với từ there. Đáp án there is a bookshop opposite the library. Có một hiệu sách đối diện với thư viện. Đó là câu mẫu. Bắt đầu nhá. Let's start one. It's a good idea for you to wear red color on Tet holiday. Đó là một ý tưởng hay cho bạn để mặc đồ đỏ vào kỳ nghỉ Tết. Trang phục màu đỏ ấy. Wear red color, mặc màu đỏ. Thế chúng ta có một từ cho sẵn là should, chúng ta phải dùng từ này trong câu. Ta cho sẵn từ you should, bạn nên gì nhỉ? Động từ. Sau should là cộng với động từ. Được chưa? Thì chúng ta sẽ dùng should này. You should, động từ đây là wear, mặc. You should wear red color, nên mặc màu đỏ. On Tet holiday. Ok, finish, xong. Được chưa? Đây là lời khuyên. Đó, bạn nên mặc màu đỏ vào ngày Tết. Tiếp theo, I advise. Advise là tôi khuyên bạn không uống bia. Thì đây có từ not, thì bạn gì nhỉ? Khuyên đúng không? Không nên uống bia. Should hoặc là shouldn't. Chúng ta học ngữ pháp shouldn't, nên hay không nên, cộng với một động từ, đúng không? Nhớ nha. Sau should hoặc shouldn't đều cộng với một động từ thì chúng ta sẽ dùng you shouldn't. Được chưa? Should not á. Đây chúng ta dùng từ not rồi. Được chưa? You shouldn't cộng với động từ, đúng không? Động từ đây là drink. You shouldn't drink beer. Bạn không nên uống bia. Xong. I promise. Nó có các từ này rất là hay nhá. Advice, lời khuyên. Khuyên. Tôi khuyên bạn. Danh từ sẽ là lời khuyên. Động từ sẽ là khuyên. Tôi khuyên bạn. Được chưa? Bên dưới có từ promise. Tôi hứa. Ok, được chưa? Sẽ không có hành vi xấu nữa. Đó thì dùng từ will nào. Cho tôi sẽ, đúng không? Hứa hẹn này, tôi sẽ không có hành vi xấu nữa. Sẽ không. Thế là chúng ta sẽ dùng gì nhỉ? Will not, đúng không? Hoặc chính là won't. Sau will thì will hoặc will not sẽ cộng với động từ nguyên thể, nhớ nhá. Thì I will not hoặc I won't, yeah. Tôi sẽ không có này, không này, be động từ đây, được chưa? Đây là động từ. Sau từ to này, to verb, được chưa? Đây là động từ này, đây là động từ này, đây là động từ này, được chưa? Mình nhận động từ ra nhá. I will not be half badly. Tôi sẽ không có hành vi xấu nữa, được chưa? Đây là lời hứa, được chưa? Promise, được chưa? Thay từ will. Tiếp câu 4. You ought to. Ought to là nó gần bằng với must. Bạn phải, bạn nên. Đó, bằng với gần với should. Should ought to. Chờ, must ought to. Bạn nên mua hoa tươi để trang trí nhà cửa. Lại thấy verb đây rồi. Decorate the house. Được chưa? Trang trí nhà cửa. Thì lại bắt dùng should. Should cộng động từ là decorate. Nào, bạn nên gì? Nên mua hoa tươi để trang trí, đúng không nào? Dùng should nha. Should bằng ought to, giờ thấy ought to thành should thôi. You should buy fresh flower to decorate, giữ nguyên. Decorate the house.
Ok, cuối cùng nào. We will probably have rain on New Year's Eve. Chúng ta có lẽ là, có lẽ là sẽ có mưa đó, vào dịp năm mới. May là có thể. May gần bằng với can nhá. Có thể. Trời có thể mưa, đúng không? It can rain. Chà. On New Year is. À, vui mỏi tay quá. À. May. Ừ chưa? Người ta bắt mình dùng từ may. Trong câu mình dùng may rồi nhá. May bằng can nhá. Được chưa? Người ta bắt mình dùng may. Chúng ta nhớ dùng may. Ở đây. It may rain on New Year's Eve. Trời. It là trời nhá. Trời có thể mưa vào dịp năm mới. Được chưa? Ok. Nào chốt lại. Ngữ pháp của bài này chúng ta dùng there is, there are. There is dành cho số ít này. There are dành cho số nhiều. Có nghĩa là có. Tiếp theo chúng ta dùng từ should, shouldn't, được chưa? Đều cộng với động từ nguyên thể. Khi sắp xếp câu hay khi viết lại câu, chúng ta cứ đúng cấu trúc should or shouldn't sẽ cộng với động từ ngay sau đó, được chưa? Động từ ở dạng nguyên thể, không chia gì hết. Tiếp theo will not là won này, đều cũng cộng với động từ luôn. Có nghĩa là sẽ làm gì đó. Chưa? Lại dùng should đúng không? Và cuối cùng là từ may. May cũng cộng với động từ nguyên thể. Thế cho lại là should hoặc shouldn't đều cộng với động từ nguyên thể. Will hoặc won't cũng cộng với động từ nguyên thể. Chúng ta có tiếp cặp từ 3 may hoặc can có thể cũng động cộng động từ nguyên thể. Thế nghĩa là nên này. Nên làm gì đó. Đây là sẽ làm gì đó. Đây là có thể. Chưa? Làm gì đó. Đó. Đều đặc điểm chung. Đều cộng với một động từ nguyên thể. Tiếp theo có từ must. Phải. Cần phải làm gì đó. Cũng cộng động từ nguyên thể. Have to. Chưa? Và nó bằng với từ ought to cũng là nên. À, ought to nó sẽ bằng với should ở đây nha. Ought to hoặc should đều cộng với động từ nguyên thể. Đấy chưa? Đặc điểm chung ngữ pháp của những cái từ này đều cộng với động từ nguyên thể đằng sau. Đấy chưa? Khi chọn đáp án đúng đều chọn dạng động từ không chia gì hết. Ok, đó là về bài writing. Và cô nhắc nhở các bạn về học thuộc 3 bài viết. Chúng ta đã có 2 bài trong vở. Một bài đó là about writing, viết về khu mình đang sống ấy. Writing about, viết về này, your neighborhood. Được chưa? Cái này đã có trong vở các bạn. Hãy học thuộc, được chưa? Học thuộc chứ không phải học từng câu từng chữ, mà hãy học hiểu ý và lấy ý khi trong bài kiểm tra vào đề này, chủ đề này. Chúng ta sẽ nhặt được các ý ra để viết thành một bài hoàn thiện. Đó, cô đã có bài mẫu rồi, được chưa? Bài này được chuyển thành nói rồi đấy. Writing about your neighborhood là bài viết số 1. Bài viết số 2 là writing about một địa điểm, đúng không? Writing about Hà Nội City. Viết về thành phố Hà Nội. Ok. Tiếp theo, bài số 3 đó là chính là bài này. Tết Holiday. Writing about Tết Holiday. À, viết về kỳ nghỉ Tết sắp tới nhá, upcoming. Sắp tới. Đó, cô với các bạn, cô sẽ cùng dịch với các bạn bài này. Hai bài này để chúng ta lấy ý ra nhá. Và học thuộc luôn hai bài này cho cô. Sau đó chúng ta học các cụm từ này để mai viết về. Mai viết vào bài. À, Tết is coming. Tết đang đến. This year I năm nay này, Tết will come in late January. Tết sẽ đến vào cuối tháng 1. Two more months, hơn 2 tháng nữa. And I can't wait, tôi không thể đợi được. I love, so love verbing. I love going to the spring market with my mother. Tôi thích được đi chợ xuân với mẹ của tôi. I love
watching the peach blossom and apricot blossom. Tôi thích được ngắm hoa đào hoa mai. They are the spirit of Tết to me. Nó gợi cho tôi về tinh thần của Tết, không khí của Tết, được chưa? We will buy a branch of peach blossom. Chúng tôi sẽ mua một cành đào. It will be nicely decorated and placed in the living room. Nó sẽ thật sự